Thưa quý vị, sau 3 năm trải qua đại dịch COVID-19, nền kinh tế Việt Nam vẫn vững vàng vượt qua khó khăn và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, Việt Nam vẫn là một điểm sáng trong bức tranh sám màu của kinh tế toàn cầu. Tuy vậy, một số ý kiến cũng cho rằng nền kinh tế đang còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức và cần phải có giải pháp đột phá để khơi thông các động lực cho sự phát triển. Về dài hạn, cần kiến tạo các động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế, trong đó tập trung vào 5 nỗ lực lớn, gồm thúc đẩy liên kết vùng, phục hồi và tăng trưởng của các đầu tàu kinh tế, phát triển khu vực kinh tế tư nhân, doanh nghiệp nội địa, đẩy mạnh kinh tế số, kinh tế xanh, hoàn thiện và nâng cao chất lượng thể chế kinh tế. Giả sử chúng ta ở mức độ trung bình, thì kinh tế số sẽ giúp cho chúng ta mỗi năm đóng góp thêm là từ cái mức là khoảng 0,65 cho đến 1,35 điểm tăng trưởng. Bình quân nó là khoảng 1% tăng trưởng. Và đương nhiên kéo theo đó là năng suất lao động sẽ được tăng lên, rồi đóng góp của các nhân tố tổng hợp TP vào tăng trưởng cũng được tăng lên ở cái mức là khoảng từ 50-55% nếu như chúng ta quyết tâm. Và cái nữa là liên quan đến các nước đang phát triển như Việt Nam chúng ta, nếu như chúng ta chỉ cần cải cách thể chế kinh tế tốt một chút thì mỗi một năm chúng ta có thêm được khoảng từ 0,05 cho đến 0,3 điểm tăng trưởng. Và nếu như chúng ta làm tốt câu chuyện về liên kết vùng, báo cáo anh chị là sẽ có nhiều động lực tăng trưởng mới, đặc biệt Hà Nội và Hồ Chí Minh. Ngoài ra, nhiều ý kiến cho rằng khu vực kinh tế tư nhân cũng cần được quan tâm hơn, tháo gỡ khó khăn một cách hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, về ngắn hạn, cần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công hiệu quả hơn nữa. Chúng ta cần phải triển khai điều tiết, kết hợp đầu tư công khu vực tốt hơn. Ví dụ vùng đồng bằng sông Cửu Long và miền núi phía Bắc sẽ được hưởng lợi nhiều hơn khi sự phối hợp giữa các tỉnh thành được triển khai tốt hơn. Có sự phối hợp ở cấp trung ương, triển khai ở cấp địa phương nhưng lại thiếu đi sự phối hợp giữa các tỉnh thành trong cùng một khu vực. Vậy nên tôi nghĩ việc đạt được hợp tác khu vực sẽ là một yếu tố then chốt. Để tăng cường năng lực nội sinh, kiến tạo động lực cho tăng trưởng phát triển bền vững, cần có chính sách thúc đẩy liên kết các doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp Việt Nam, nâng cao năng suất lao động, vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu, nâng cao năng lực tự chủ, tự lực của nền kinh tế. Theo tính toán của World Bank, việc nâng cao vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu có thể giúp Việt Nam tăng từ 2 đến 3% GDP của Việt Nam mỗi năm. Vấn đề chiến lược trong thời gian tới là làm sao có những cái giải pháp để hỗ trợ phát triển cái doanh nghiệp sản xuất trong nước. Đây là một yếu tố rất quan trọng. Hiện nay cái bức tranh của doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trong nước tương đối yếu so sánh các nước và chúng ta chưa chủ động tham gia chuỗi sản xuất toàn cầu được. Cái bức tranh xuất khẩu sản xuất công nghiệp hiện nay thì vẫn chủ yếu phụ thuộc vào các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Cho nên thời gian tới có lẽ cần phải những cơ chế và sự phối hợp nguồn lực hiệu quả hơn để thúc đẩy phát triển doanh nghiệp tư nhân sản xuất trong nước. Theo tôi đây cũng là một yếu tố rất là quan trọng. Nền kinh tế đang trải qua bối cảnh đầy biến động khó lường. Những nghịch lý của nền kinh tế tồn tại trong nhiều năm nay vẫn chưa giải quyết được. Trong bối cảnh đó, phát huy nội lực, vận dụng, khai thác hiệu quả ngoại lực để thích ứng và phát triển, kiến tạo động lực cho tăng trưởng chính là chìa khóa cho phát triển kinh tế xã hội trong năm 2023, 2024 và cả nhiệm kỳ 2021-2025.